cây lưỡi long ở Mỹ này ra chỗ này Ghost Town. Wow, trái quá trời là trái nè. Cái này cây lưỡi long đó rồi. Cái này là ăn được đó. Nhưng mà người ta vẫn còn đi trên đường, người ta vẫn còn đi nguyên một cái thành phố chết. Không có ai ở giữa. Started walking back. Is that someone in Cylinder? Thump, no. All the places are boarded up. I don't know. I heard like a thump and I'm like, oh heck no. Incorrect. Denied. Unacceptable. Hồi xưa nó có người ở, người bán buôn rồi đây. Bây giờ nguyên thủy cái thành phố này nó chết, nó không còn ai ở đây hết. I'd live here if nobody was haunting it. But after that sound. No. Người ta vẫn còn đi trên đường hết chưa? Yeah. Big. Here, daddy. Hả? Here. Is that someone sitting there? No. Nó lock hết rồi, cửa rồi nó lock lại rồi. I'm surprised no one broke in the windows though. Oh man, thành phố này là thành phố ma. Cái nhà ma nè. Daddy, that's a printing press right there. Hả? It's an old printing press. Oh, printing press? Yeah, for newspapers. Oh man, cái này là cái mà để nó print báo nè mọi người. Báo, what báo. Does it say? À, hồi đó là nó dùng cái này để nó in báo chí rồi đó. Family. Wow. What? So shiny, I'm sure. What is that for, man? I don't know. Cái này là để in báo chí cho nè. Cái này là không biết nó sập. Realty. And investment. Realty. Cái này làm gì không biết nữa. Oh, man. Oh my god, it's a cauldron. Cái này để nó đựng rượu nè. Cái này là cái gì vậy mấy anh? Cauldron. They cook soup. Ồ, cái này để nó nấu súp rồi đó, mọi người. Nguyên một thành phố chết. Hồi xưa ra chỗ này nó kêu là đây là investment. Bây giờ nó chết. Trời, còn những cái xe cũ nè. Thấy không? Cái này là những cái thùng để vàng, bạc, châu báu hồi xưa đó. Bây giờ nó để nó chưng vui mà nó cũng chết, nó cũng bỏ luôn rồi. Mà mình đi trên này không biết nó sập không nữa. Những cái rương nè. Oh man, không có ai hết. Ngoài đường thì vẫn còn người chạy nha mọi người. Ngoài đường thì xe nó vẫn còn người chạy. Hả? Ok, bây giờ mình thiết ở trong nhà thì có cái gì trong đó nha. Ghê quá, không biết trong đây có cái gì trong này nữa. Ư dạ. Không, nó không còn cái gì trong đây hết á. No, but they have like signs. Pony Express carrier. Oh my god, it's what? This old Pony Express. 50 cents a year. Oh, that, what did you see it? The Pony Express subscription taken here. 50 cents for 1 year. For 20 or 30 months, a whole dollar, dude. Cái này hồi xưa nó còn xài ví dụ như mấy. 1850, oh my god. Cái này hồi xưa là 1800 mấy luôn á. Bank, oh my god, it says. Wow. Cái này gọi là Old Town, or Ghost Town, con này.
những cái bàn cũ kỹ của nó chắc cũng cách mấy chục năm, trăm năm rồi đó. What is it, Megan? What is that for? I don't know, it looks like a torture device to me. Wow, cái này là cái gì mình cũng chẳng biết nữa. Handcuffs. Where? It was a handcuff. Wow. Go on there. Wow. Mấy cái này để làm gì nữa? Mấy cái này hồi xưa, cả trăm năm. Đây cái để làm vườn, làm vườn nè mọi người. Cái này để hồi xưa chắc để bò kéo rồi đó. Oh my god. Oh, Daddy, there's a window over there, and it's huge. I don't want to get in the peak, man. Oh, man. Boy, này đèn nó còn vậy đó. Lamp. Oh, cái này là cái cung, cái nỏ vậy nè. Crossbow? Oh, my God. If I see something looking out of those windows, I am leaving you here. I don't know how to drive, but I will. Oh, cái này là cái gì cũng chẳng biết nữa. I don't know, but I'm gonna run it. So. Oh, there's an AC. Oh, AC is still on. Oh, maybe someone still in here inside. Mm-hmm. Where? Here, can you see it? Yeah, maybe homeless still. Thấy không, những cái này là những cái đồ cổ hồi xưa đó. Là chất hồi xưa của Indian đó, nó biểu tượng con bò nè. Ồ, nó có tượng của Indian nè, nó biểu tượng con bò của nó nè. Wow. Cái này nó có cái hình của tụi da đỏ nè, cái nhà này chắc của tụi da đỏ hồi xưa quá. Ghê, mẹ nguyên cái ghost town mình. Mình đang đi đường mình thấy mình quay cho mọi người coi. Cái này là biểu tượng của hình da đỏ nè. Thấy không? Cái này bên này là con trâu. Thành phố ma. Ở Sacramento. Ok, bye mọi người nha.